Để có đủ lượng rau màu phục vụ cho người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, nông dân huyện Bến Lức gieo trồng khoảng 130 hectare rau màu các loại, tăng 27 hectare so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các xã như Nhật Chánh, Long Hiệp, Phước Lợi, Mỹ Yên, Tân Bửu là những địa phương có diện tích gieo trồng nhiều nhất. Theo đó, ngay từ giữa tháng 10 âm lịch, nông dân đã làm đất lên vàng để xuống giống màu phục vụ thị trường Tết. Các loại màu được trồng chủ yếu là các loại rau gia vị, khổ qua và dưa leo. Để vừa tăng lợi nhuận vừa đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng, nông dân trồng màu tập trung áp dụng các quy trình quản lý dịch hại tổng hợp IPM, bón phân và cách ly thuốc hóa học đúng thời gian quy định trước khi thu hoạch. Cùng với những vùng trồng màu truyền thống, nông dân huyện Bến Lức trồng rau theo hướng hữu cơ nhà màng.